Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với đồ chơi di động.com. Thì trong thời gian vừa qua thì đồ chơi di động.com đã giới thiệu đến các bạn cũng được nhiều món phụ kiện của hãng Xiaomi. Và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện điều này cho đến khi không còn món nào mới của Xiaomi nữa. Nhưng mà trong thời lượng clip này thì chúng ta sẽ cùng xem về chiếc vòng thông minh rất là nổi tiếng, rất là hot trong thời gian gần đây, đó là chiếc vòng thông minh đeo tay. Chúng ta hay gọi là Mi Band. Đây cái là cái hộp chứa sản phẩm. Phía trước thì tương tự như nhiều dòng phụ kiện khác của Mi, được đóng gói khá là đơn giản với một cái chữ hộp giấy và cái chữ Mi rất là đơn giản phía trước này. Và phía sau thì chúng ta có một cái decal để nó sẽ in một số thông tin về cái sản phẩm này. Bây giờ mình sẽ zoom gần hơn một chút xíu. Các bạn thấy là nó đầu tiên mình thấy khá nổi bật với cái tiêu chuẩn chống nước bụi. Đây là tiêu chuẩn IP67, tức là nó có khả năng chống bụi và nó chống nước ở cái độ sâu khoảng chừng 1 mét trong khoảng nửa tiếng. Đây là điện thế đầu vào là 5V. Đó, tương thích với các máy chạy hệ điều hành Android 4.4 hoặc là 4.0, hoặc là từ iOS thì từ iOS 7. Các dòng như là 4S, 5, 5C, 5S, 66 lớp v.v. Và đây là cái biểu tượng dành cho những cái hãng có cái thiết kế, nhãn hàng công nghệ có thiết kế tốt. Đây là cái thiết kế Red Dot được Xiaomi được trao cái giải này cho chiếc sản phẩm này vào năm 2015. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để chúng ta xem có gì bên trong này. Bên trong này là phía trên nó có một cái lớp nhung, lớp xốp mềm màu đen để bảo vệ cho cái mặt trên của cái vòng đeo này, cái đồng Mi Band này. Nó được gắn vào đây. Cái đóng gói nó rất là chuyên nghiệp. Chúng ta gỡ ra, đây là cái phần trái tim của sản phẩm. Đây là sợi dây đeo. Dây đeo này thì có nhiều màu, nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu màu đen. Và chúng ta có thể mua thêm cái dây riêng không hết. Đây là sợi cáp USB dùng để sạc cho sản phẩm. Thì cái cáp này trong mình nó có hai cái chấu. Thì để nó hợp với lại hai cái chấu này thì chúng ta cắm vào trong cái cổng USB của máy tính thì nó sẽ sạc cho sản phẩm của chúng ta. Đây, chúng ta cắm vào như thế này. Và cái pin của sản phẩm này cũng rất là lâu, nhưng mà cũng ít khi chúng ta phải sạc. Giờ chúng ta sẽ gắn vào trong chiếc vòng. Chiếc vòng này thì các bạn thấy là cái mặt trên của cái Mi Band này nè, thì thực ra nó là một lớp kim loại, nhưng mà thực ra nó có khả năng cảm biến được, có khả năng cảm ứng được với cái tay của chúng ta. Này nó sẽ có ba cái đèn, với cái ánh sáng này thì chúng ta cũng khó là thấy ba cái đèn nhỏ này. Ba đèn nhỏ này thì tùy theo cái mức nó sẽ hiển thị, chúng mình sẽ giải thích sau cái ý nghĩa của nó. Giờ chúng ta sẽ gắn vào trong cái đồng hồ này. Xin lỗi, gắn vào trong cái dây này. Nhìn nó giống như một chiếc đồng hồ vậy. Đây là cái dây cao su khá là chắc chắn. Vậy ta đã gắn vào xong. Thì cái dây này thì các bạn thấy là nó có những cái lỗ nó được khoét ra để nó, và kết hợp với cái chấu gài này. Chúng ta xuyên qua đây để chúng ta gài, tùy theo cái vòng tay, cổ tay của chúng ta lớn hay nhỏ thì chúng ta sẽ có cái lựa chọn phù hợp với chúng ta.
như cái cổ tay của mình rất là nhỏ thì mình chọn ngay cái ô nhỏ nhất mình cũng đeo vừa. Thường để thoải mái chút xíu thì mình chọn ngay cái trong ngang kế cuối như thế này. Khi đeo trên tay thì cảm giác nó khá là nhẹ nhàng. Và trong cái hướng dẫn sử dụng này thì nó là một hướng dẫn sử dụng từ tiếng Hoa, như đó chúng ta đọc cũng khó hiểu. Tuy nhiên thì các bạn lên kho ứng dụng Google Play thì các bạn cài thêm cái ứng dụng MiFit này. Cái ứng dụng MiFit này thì nó giải thích cho chúng ta rất là chi tiết bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng Anh thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Thì với cái ứng dụng MiFit này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta kết nối lại chiếc Mi Band của chúng ta vào trong điện thoại thì nó sẽ khá là dễ dàng. Còn thường thì khi chúng ta bật Bluetooth lên ấy, thì Mi Band nó chỉ cái chiếc điện thoại của chúng ta nó chỉ phát hiện Mi Band thôi mà chúng nó sẽ không làm gì được, ngoài trừ khi chúng ta cài cái MiFit đó vào thì nó sẽ giúp chúng ta kết nối và sử dụng cái sản phẩm này. Các bạn thấy là mặc dù đã kết nối với nhau rồi nhưng mà nó vẫn ghi là không kết nối. Chuyện đó là không quan trọng, quan trọng là MiFit đã hiểu nó được rồi. Với cái sản phẩm này thì các bạn có thể dùng để đo được cái bước đi bộ của chúng ta, cái bước chân của chúng ta đi bộ hàng ngày. Thì chúng ta có thể dùng cái MiFit này, chúng ta đặt cái chỉ tiêu ra thì một ngày chúng ta cần đi bao nhiêu bước thì nó sẽ đếm, cái Mi Band này sẽ đếm và nó sẽ gửi cái thông tin về trên cái MiFit trên điện thoại thông qua kết nối Bluetooth. Thì cái MiFit nó sẽ cho chúng ta biết được là mức độ hoàn thành của chúng ta trong ngày là được bao nhiêu rồi. Thì thường á thì trên này nó có ba cái đèn, mà cái đèn nó nhấp nháy ở vị trí đầu tiên á thì chúng ta hoàn thành được gần như 1/3, thì nó nhấp nháy vị trí thứ hai thì chúng ta hoàn thành được 2/3, nhấp nháy vị trí thứ ba là chúng ta được hoàn thành gần hết cái chỉ tiêu. Và khi mà ba đèn cùng sáng thì nó sẽ coi như là hoàn thành cái chỉ tiêu đặt trong ngày hôm đó. Và ngoài cái đèn nhấp nháy này ra thì nó còn có khả năng rung, cái Mi Band này khả năng rung, thì khi đó nó rung nó sẽ giúp cho chúng ta hiển thị được biết được một số thông báo của máy mà tùy chúng ta đặt trong cái MiFit. Ví dụ như bây giờ có những cái tính năng như là báo thức chẳng hạn, thì thay vì nó kêu, điện thoại nó kêu nhiều khi chúng ta ngủ quên chúng ta không nghe, thì khi chúng ta đeo cái này vào trong tay á, chúng ta đeo vào trong tay thì nó rung lên với cái độ rung của nó là khá là mạnh, thì khi đó nó sẽ giúp cho chúng ta dễ báo thức tốt hơn. Thì chúng ta đeo vào trong tay nó sẽ rung như này. Hoặc là chúng ta có thể cài đặt thêm một tính năng phụ nữa là có cuộc gọi đến nó cũng sẽ rung. Khi chúng ta đang chạy xe hoặc là chúng ta đang ở đâu trong nhà mà chúng ta không cần cầm điện thoại trong tay thì chúng ta biết có cuộc gọi đến và chúng ta sẽ không bỏ sót cuộc gọi nào cả. Thì những cái tính năng này các bạn có thể tham khảo thêm trong cái MiFit. Nó cho phép chúng ta kích hoạt từng tính năng hết. Hoặc là có tính năng mở khóa màn hình. Nhưng mà mở khóa màn hình thì cái này mình cũng chưa nghiên cứu kỹ. Tại vì cái máy của mình là máy S6, mình không biết là nó có tương thích hay không. Mình cũng cài đặt rồi nhưng mình chưa biết sử dụng thế nào. Đây các bạn có thể thấy là những cái tính cái phần cấu hình nó có những cái mục như là cài đặt, báo thức, hồ sơ, tài khoản, nó có tiếng Việt luôn. Chia sẻ thì nó cho phép chúng ta chia sẻ những cái thông tin tập luyện của chúng ta lên Facebook hoặc là cái trang mạng xã hội khác. Để sử dụng cái GearFit này thì các bạn đầu tiên các bạn cần phải tạo một cái tài khoản trên trang chủ Xiaomi. Thì trong lúc các bạn chạy cái GearFit nó sẽ cho chúng ta cài đặt cái tài khoản đó luôn. Bây giờ chúng ta có thể đặt báo thức, chúng ta đặt được 3 lần báo thức khác nhau. Mặc định của nó là để 8 giờ sáng hết. Và chúng ta vào trong cài đặt thì chúng ta có thêm những cái thông tin như cái phần dung lượng pin của chiếc Mi Band của chúng ta đang còn là bao nhiêu. Và chúng ta đã sạc cách đây bao lâu. Chúng ta bấm như tương tự như chiếc smartwatch thì chúng ta bấm tìm Mi Band thì nó sẽ rung. Nó sẽ rung và đèn nó sẽ sáng lên. Thì khi đó chúng ta sẽ với cái độ rung mạnh nhiều khi để trên bàn đó mình sẽ nghe tiếng động thì mình sẽ dễ dàng tìm được cái Mi Band của mình. Đó các bạn thấy cái Mi Band nó rung nó chạy luôn. Và đèn nó sáng lên như này, nó là ba cái đèn màu xanh lá.
và nó cho chúng ta set thêm những cái thông tin như là cái vòng tay Mi Band chúng ta đặt hay đeo ở tay trái hay tay phải, và đèn đèn màu thì chúng ta có thể thay đổi được. Này mình chuyển màu khác các bạn thấy. Bây giờ chúng ta đổi màu kem, màu đỏ chứ. Đó. Tùy theo chúng ta thích màu gì chúng ta đổi màu đó. Và chúng ta set luôn cả cái phần cuộc gọi đến để đổ chuông, thì nó sẽ độ sau lần đổ chuông đầu tiên thì nó sẽ rung lên, thì chúng ta có thể set được cái thời gian rung. Chúng ta có thể chọn tối đa là 30 giây. Rung cái Mi Band rung khá là mạnh. Thì nó chúng ta sẽ không bị bỏ sót. Và còn một số tính năng nữa thì nó thông báo về cái giấc ngủ hoặc là thống kê những số hoạt động, hủy kết nối gì vân vân. Thì các bạn có thể tham khảo thêm trong cái phần Mi Fit này, cũng khá là đầy đủ rồi và dễ hiểu nữa. Các bạn thân mến, cái phần giới thiệu chiếc vòng đeo tay thông minh Mi Band của đồ chơi di động.com đến đây là hết. Hy vọng thông qua cái clip ngắn này thì shop sẽ giới thiệu các bạn, đã giới thiệu đến các bạn được một số cái tính năng hữu ích của cái sản phẩm này. Ở trong một cái mức giá tương đối là dễ chịu thì các bạn có được một cái sản phẩm dùng để tăng thêm cái độ phong cách của mình, và cũng như là giúp chúng ta theo dõi được sức khỏe, tập luyện sức khỏe hàng ngày của chúng ta, và một số tính năng phụ như thông báo cuộc gọi vân vân, báo thức, nó rất là tiện ích với một cái mức giá rất là phải chăng tại đồ chơi di động.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.